Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Eurist in Australia. Nhưng đây là một cái vlog ở Việt Nam hết các bạn. Thì mình đang ở Cần Thơ, tiếp tục với một cái video lần trước, đó là đi lễ hội bánh nhân gian ở Cần Thơ ha. Thì sau khi đi lễ hội bánh xong là ba tụi mình đi qua bên tiệm tóc nè các bạn, để mà làm tóc ha. Thì đây cũng là một cái lý do chính mà mình đi xuống Cần Thơ nè các bạn. Đó, đi xuống Cần Thơ để đi làm tóc ha. Đó, thì lý do tại sao. Rồi, thì đây là một cái tiệm tóc của một người em ha. Đó, hôm bữa là mình làm chung á. Hôm bữa mình làm chung tiệm tóc ha. Thì cái thằng em này á, thì nó là cắt tóc. Đó, còn mình thì gội đầu ha. Đó, gội đầu ở trong cái làm chung tiệm tóc ha. Đó, là thì lúc trước là nhân viên thôi ha. Thì cho nên là mình mới biết nó. Với lại là khi mà làm á, mình thấy nó làm rất là cứng các bạn. Tay nghề của nó rất là cứng luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó rất là dễ thương ha, rất là dễ chịu. Đó, cho nên là khi mà đi làm chung á, đó mình cũng hay nói chuyện với nó ha. Rồi, rồi với cái khả năng cắt tóc của nó rất là nhanh các bạn, rất là nhanh, rất là chuẩn và rất là đẹp luôn đó. Thì nghe anh kể là hồi xưa ảnh là chuyên về tóc nam luôn các bạn đó. Nó đi ra đời là từ hình như là 15 tuổi là nó bắt đầu nó đi ra ngoài đời để kiếm sống rồi đó. Thì nó sẽ đi học nghề tóc ha. Đó, một ngày mà nó hớt tóc nam là khoảng 50 đầu tóc nam các bạn đó ha. 50 đầu đó. Cho nên là cái khả năng mà nó cắt tóc rất là chính xác nè, rất là nhanh nè. Khoảng 5-10 phút là xong một đầu tóc nam các bạn. Hớt tóc nam á. Rồi, cho nên là khi mà hả nó đi làm ở đó đó, nó vừa tóc nam vừa tóc nữ luôn. Đó, nhưng mà hả, khách nam á, khách nam vô là sẽ yêu cầu nó hớt không các bạn. Đó, cho nên là nó rất là đắt xô luôn. Đó. Rồi, thì thường á, tóc nam á, sẽ cắt với lại gội đầu, cho nên là nó mà khi cắt xong là nó kêu mình đi gội đầu đó. Mà ha, nó hớt rất là nhanh các bạn, nó hớt 5 phút là xong, còn mình gội đầu là theo cái quy trình gội á, gội massage đằng nơi kia, massage mặt đồ kia đó là khoảng nửa tiếng ha, còn nó hớt là 5 phút là xong đó. Cho nên là hả, cứ hả vừa gội đầu xong lú đầu ra: "Chị ơi, gọi giùm em tóc này với." Trời ơi, nó làm riết mà không có đi ăn trưa được luôn các bạn. Cho mình nói là thôi thôi, đi kiếm đứa khác đi gọi giùm chị, bây giờ chị đói bụng quá, chị phải đi ăn cơm. Đó, cho nên là nó mới đi kiếm. Đó, nói chung là nó gọi đứa, nó kêu đứa nào được là nó kêu riết một đứa luôn. Trời đất ơi, thiệt chứ là chóng mặt với nó luôn á. Là các bạn biết cái khả năng hớt tóc, cái khả năng nghề của nó rất là tay nghề ha, rất là cao. Đó, cho nên là khi mà mình ở bên Úc mình đi về các bạn, mình nghĩ là nó vẫn còn làm ở tiệm đó, thì cái tiệm đó ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ha. Đó, sau mình mới alo nó: "Vậy bữa chị về, chị qua rồi em làm tóc cho chị nha." "Đó thôi chị ơi, em mở tiệm ở Cần Thơ được một năm rồi chị." Đó, rồi mình nói: "Trời ơi, ủa vậy mới hồi nào sao không biết gì hết trơn." Đó, vậy là mình cứ đinh ninh là nó vẫn còn làm ở đó ha. Đó, cho nên là đây là cái lý do mà mình quyết định đi xuống Cần Thơ để mình đi làm tóc các bạn. Đó, đây là một cái lý do chính ha. Đó, còn lý do phụ là đi vòng vòng tham quan ở Cần Thơ ha. Đó, thì đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái đó, ba chị em mình đó đi qua đây để làm tóc ha. Thì chủ yếu là duỗi ha, mình chỉ thích duỗi thôi, tại vì cũng hơi có tuổi xíu rồi đó, cho nên là duỗi tóc á thì nó sẽ trẻ hơn xíu ha. Đó, với lại tóc mình á cơ bản là tóc nó xù ha, tóc nó bị xù, cho nên là ha mình sẽ thích duỗi hơn ha. Đó, cho nên là quyết định ba đứa xuống duỗi tóc. Rồi thì gặp lại ảnh là thấy cái ảnh cũng y như hồi 2 năm trước thôi ha. Đó, nó còn rất là trẻ các bạn, nhưng mà nó rất là giỏi luôn ha. Nó rất còn trẻ. Đó. Rồi thì đây tiệm hiện tại là có hai bạn nữa.
Đó là ba ba người đó. Thì ba tụi mình vô là mỗi người đó, cho nên là đó làm cũng cũng là rất là ok ha. Tưởng đâu bà mở quán ăn hay gì chứ. Rồi bắt đầu là kể chuyện rồi hỏi thăm đồ này kia đâu. Đó. Thì nói chung là tiệm cũng còn mới cho nên là cũng chưa có nhiều khách mà biết tới á, với lại người ta cũng không có biết nó làm như thế nào, tay nghề như thế nào á, nhiều khi người mở tiệm lên là cũng chưa có khách biết tới á các bạn. Đó cho nên là nhưng mà tay nghề của nó là mình đảm bảo nó rất là ok luôn. Đó đó là lý do mà mình rất là tin tưởng nó. Nó kêu là nó mở tiệm ở Cần Thơ rồi thôi, vậy sẵn thì đi xuống Cần Thơ chơi để đi làm tóc luôn để cho nó an tâm á các bạn. Đó rồi thì trời ơi cái lúc này rất là nắng các bạn, trời ơi rất là nắng. Xong rồi đi lễ hội nhân gian á, nó vừa mệt mà vừa đông vừa nắng nữa. Các bạn thấy video trước mà mình đi là mình quay là các bạn thấy là toàn là người với là người không đúng không? Đó thì đi vô đó xong mà bắt đầu đi ra là tấp vô tiệm luôn nè. Đó hên quá tiệm có máy lạnh các bạn. Rồi ngồi vô cho nó mát rồi sẵn làm tóc rồi luôn. Ba chị em làm rồi thì nói chung là đó làm thấy rất là thoải mái các bạn. Thì tại mình đó các bạn, mình nói chung là cái thói quen của mình đó, mình thấy cái chỗ nào ok là mình sẽ làm luôn cái chỗ đó chứ mình không có dạng là thay đổi thử chỗ này có làm sao, thử chỗ kia có làm sao. Đó mình không có thói quen như vậy các bạn, cho nên là ai mà mình thấy mình dạng là ok tin tưởng thì mình sẽ dạng là tới giống như là chỗ quen luôn ha. Đó cho nên là nhưng mà cái chỗ này từ Bình Dương mà xuống Cần Thơ hết 6 tiếng đồng hồ các bạn. Đó nhưng mà hên là cái chị họ của mình á đi học ở đây, có nhà trọ ở đây sẵn, ngày xuống rồi chị chở đi chơi đồ luôn á. Đó cho nên là cũng ok quyết định về Việt Nam 2 tuần, xong rồi đây xuống dưới đây là 2 ngày 1 đêm các bạn. Đó ngủ ké với chị họ của mình 1 đêm rồi bắt đầu làm tóc xong nè. Làm tóc xong là bắt đầu là chuẩn bị ngày mai. Đó ngày mai là đi về ha. Ý hình như là ngủ lại 2 đêm. Đó ngủ lại 2 đêm. Đó đó là tối hôm qua vừa tới là bắt đầu là ngủ 1 đêm, sáng dậy là đi lễ hội bánh nè, rồi đi làm tóc nè, rồi xíu về ăn uống nữa, rồi ngủ 1 đêm nữa, bắt đầu là sáng là bắt đầu là qua bữa sau là chiều bữa sau là mấy chị em đón xe đi về ha, về lại Bình Dương. Đó cho nên là gặp ảnh lại cũng rất là vui các bạn, hỏi thăm đâu này kia, rồi bắt đầu là kể chuyện hồi xưa mà đi làm chung, rồi có nhiều cái cũng rất là vui, cũng có nói chung là cũng có áp lực, cũng có mệt mỏi mà nhưng mà cũng có vui các bạn. Đó cho nên là ngồi kể chuyện lại đó. Đó rồi bây giờ là tóc nó chuẩn bị hoàn thành rồi nè các bạn nè. Đó đó các bạn thấy khi mà duỗi ra nhìn rất là đã luôn nè. Cháu của mình thì tóc nó rất là xù luôn mà duỗi ra nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó thì xíu nữa mình sẽ quay cái địa chỉ của cái chỗ cái tiệm này ha, để cho mấy bạn mà nếu mà các bạn ở Cần Thơ hoặc là mấy bạn mà có đi xuống Cần Thơ thì ghé qua nó ha, để mình gội đầu hay là cắt tóc gì này đó, làm tóc á. Nói chung là cái giá cũng rất là ok các bạn, rất là giá là cũng rất là hữu nghị luôn ha. Đó thì với lại là ảnh cũng có rất là nhiều cái mối nước uống đồ cà phê chè đồ nè đó mấy nước uống đồ ăn vặt rồi đó. Đó thì ngồi đây là anh hỏi là chị có muốn ăn hay uống gì không thì để em order giùm cho đó. Cho nên đó là mọi người quyết định là sẽ uống trà ha, trà tắc trà gì đó, mấy cái gì mà nó hot ở dưới chỗ Cần Thơ á, những cái món mà nó ưa chuộng á đó, mà giờ quên mất tiêu cái tên rồi. Đó, nói chung là uống cũng rất là ngon ha. Rồi thì cuối cùng cũng xong rồi các bạn, cảm ơn nha, cũng cả buổi luôn ha. Nói chung là làm tóc cũng cái nghề rất là cực các bạn, rất là cực luôn ha. Đó nhiều khi mà có khách mà trễ là phải làm tới nửa đêm luôn á.
đó, cho nên là cái nghề này cũng khá là cực ha. Rồi thì bây giờ là xong rồi, bắt đầu làm xong rồi đó, bây giờ cho các bạn xem cái thành phẩm nè. Đó, các bạn nhớ là cái lúc đầu video các bạn thấy cái tóc của mình nó khô, quá là khô luôn. Đó, bây giờ là những cái tóc rất là mượt lại ha, có sức sống. Đó, rồi bây giờ tới cái khâu tính tiền. Đó. Thì cái chỗ này cũng dạng là cũng gần cái trung tâm đó các bạn. Đó, thì mình sẽ quay cái địa chỉ của bạn xem ha. Đó, đây mình sẽ quay sơ sơ cái khung... Cùng cả đến đến rồi, chị quay cái rồi. Nhìn rất là đẹp ha. Yeah. Đây, cháu của mình. Ủa, đây. Ủa, hồi nãy nó tính nhiêu mà có 2 triệu tư rồi ta? 2 triệu 1. Ủa, 2 triệu 1. Rồi, thì bây giờ xong rồi nè. Giờ ủa, vậy là nó giảm 10% đi về, ha. Để tí gì nó tính lại ta. Đó, đi về. Nói chung cũng khá là vui các bạn, mình làm tóc xong mình thấy rất là vui. Tại vì tóc mình là cũng khoảng 2 năm từ khi mà đi lên Úc chọc khoảng 2 năm nữa. Rồi về Việt Nam rồi, bạn nhân cơ hội để đi làm tóc luôn ha. Cứ ở bên Úc là làm tóc cũng khá là mát các bạn. Rất là mát ha, hôm bữa là mình chỉ cắt tóc thôi chứ mình không dám duỗi hay là gì hết ha. Tại vì khá là mát. Đấy, cho nên là bây giờ về cho nên là đây. Đây, xuống cái tiệm đây. Đây các bạn có thể thấy được cái địa chỉ tiệm nè. Còn đây là cái khung cảnh xung quanh nè. Đó, tiệm. À, đó. TH ha. TH, cái tiệm tên là TH. Rồi, à, bây giờ thì tụi mình đi về đây các bạn. Thì hồi nãy là chị họ của mình làm tóc xong trước mình ha, mình là làm sau cùng, cho nên là đó chị mình là tranh thủ đi mua đồ ăn sẵn ha, đem về ngay chỗ nhà trọ để rồi bây giờ mấy chị em đi về để mà ăn đây. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy bây giờ vẫn còn thèm các bạn. Đây là tré trộn nè, đó một cái tô tré trộn với lại một cái hộp chân gà ủ muối tiêu chanh ha. Đó thì nói chung là đi qua bên Úc thì đâu có được ăn mấy cái món này đâu các bạn. Đó bây giờ là đây, xuống đây là tìm những cái món gì mà dạng là cũng hơi nổi tiếng ở dưới đây nè, ở dưới Cần Thơ nè. Đó cái món giống như là nó ngon á, đó món đặc sản á. Đó thì những cái món này cũng không phải là cái món mà xuất phát bắt nguồn từ Cần Thơ các bạn, nhưng mà ở đây người ta có những cái tiệm rất là ngon như thế này nè. Đó cho nên là cái người chị họ mình á có ăn qua rồi cho nên là biết, cho nên đây bây giờ chị họ mình sẽ mua về mấy chị em vô cái nhà trọ nè, để dưới đất nè. Đó bắt đầu là ngồi xung quanh để mà ăn thôi ha, rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ nhìn lại mà mình còn nuốt nước miếng nữa nè. Đó với lại đặc biệt cái muối tiêu chanh nè, trời ơi nó rất là ngon, cái muối tiêu á. Còn cái tré trộn á, hình như là nó xuất xứ từ miền Trung hay sao, Bình Định hay là ở đâu á, mình nhớ mang máng vậy mà không biết phải không. Đó có xoài nè. Đó rồi ba chị em ăn gì là rất là ngon luôn. Tại vì đi nguyên cả ngày luôn các bạn, nguyên cả ngày, nguyên buổi sáng rồi lội bộ ha. Đó, rồi ăn chỉ ăn bánh rồi này kia thôi. Mua bánh ở trong cái chỗ mà đi lễ hội bánh á. Đó thì chỉ mua mấy cái đồ ăn vặt thôi. Rồi trưa là băng qua luôn. Chỉ có ăn sáng thôi, có ăn sáng là ăn bún bò Huế á. Rồi trưa bắt đầu ăn bánh lặt vặt, rồi bắt đầu đi qua tiệm tóc luôn tới chiều luôn, bây giờ mới được ăn nè. Đó, cái bụng nó đói meo luôn. Đó, ăn rất là ngon. Thì, trời ơi, nói nãy giờ mình nuốt miếng ực luôn. Ok, thì cái video đến đây là hết rồi các bạn. Thì hy vọng là các bạn đã sẽ thích cái video này. Đặc biệt là các bạn nếu mà các bạn ở Cần Thơ thì nhớ ghé qua cái tiệm làm tóc này nha. Bảo đảm với các bạn là hài lòng luôn ha. Đó,
từ cái khâu phục vụ đến cái chất lượng luôn. Đó. Rồi ok, và chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Thì mình cũng sẽ làm tiếp cái vlog ha, về những cái khung cảnh về ở Việt Nam ha. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bóc đi con. Hmm.